sách Việt Rách, tủ sách ôn luyện kỳ thi vào 10, tổng hợp trọng tâm kiến thức 6, 7, 8 và 9, giải mã tuyển tập đề thi các trường, luyện thi thần tốc. Truy cập ngay shopee.vn/vietjachofficialstore. Hello, nice to see you today. Xin chào các em, cô rất vui được gặp lại các em trong bài học ngày hôm nay. Video này chúng ta sẽ đến với bài số 4 của chủ đề 4, Communication. Và trước khi mình cùng nhau tìm hiểu về bài học ngày hôm nay, thì cô muốn giới thiệu với các bạn một số từ vựng mới. Let's listen and repeat after me. Các bạn hãy nghe và nhắc lại những từ vựng này cùng cô. Ancestor, 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 tổ tiên. Gratitude, 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 lòng biết ơn. Đây chính là hai từ vựng mà cô muốn giới thiệu với các bạn trong bài học này. Các bạn cùng cô nhắc lại những từ vựng này một lần nữa nhé. Ancestor, gratitude. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần đầu tiên của bài học ngày hôm nay. Everyday English, thanking and responding. Chúng ta sẽ cùng nhau đưa ra cái cách để cảm ơn và cách chúng ta phản hồi lại lời cảm ơn. Bài tập số 1. Listen and read the conversations below. Pay attention to the highlighted parts. Nghe và đọc các đoạn hội thoại sau đây. Chú ý đến các phần được tô màu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nghe và đọc hai cuộc hội thoại. Cuộc hội thoại đầu tiên giữa Kate và người hướng dẫn viên. Cuộc hội thoại số 2 giữa Alice và Me. Bây giờ chúng mình cùng nhau bắt đầu nhé. Unit 4, Remembering the Past. Page 44, Communication. Everyday English. Thanking and Responding. Activity 1. Listen and read the conversations. Pay attention to the highlighted parts. One. Thank you very much for showing us around Angkor Wat. You're welcome. Two. Thanks a lot for telling us about life in the countryside of Vietnam. No problem. Bây giờ chúng mình cùng nhau dịch hai cuộc hội thoại vừa rồi. Cuộc hội thoại số 1. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đưa chúng tôi đi tham quan Angkor Wat. Không có gì. Cuộc hội thoại số 2. Cảm ơn rất nhiều vì đã kể cho chúng tôi nghe về cuộc sống ở nông thôn. Không vấn đề gì. Như vậy các bạn có thể thấy rằng ngày hôm nay mình được học hai cấu trúc đưa ra lời cảm ơn, đó là gì? Thank you very much for và thanks a lot for. Cảm ơn rất nhiều vì điều gì? Và chúng ta có hai mẫu câu để phản hồi lại lời cảm ơn, đó là you're welcome và no problem. Để áp dụng các cấu trúc này, chúng ta sẽ đến với bài tập 2. Work in pairs, make similar conversations to express thanks and respond in the following situations. Làm việc theo cặp, thực hiện những đoạn hội thoại tương tự để bày tỏ lời cảm ơn và đáp lại trong các tình huống sau đây. Chúng ta có hai tình huống. Situation 1. You thank the village hat for showing you around the craft workshop. Bạn cảm ơn người trưởng thôn vì đã dẫn bạn đi tham quan xưởng thủ công. 2. You thank your friend for lending you an interesting book. Bạn cảm ơn người bạn vì đã cho bạn mượn một cuốn sách rất thú vị. Đầu tiên, đối với tình huống số 1, chúng ta sẽ tạo nên một cuộc hội thoại giữa một bạn học sinh và người trưởng thôn. Thank you very much for showing me all arts around the craft workshop. You're welcome. Cảm ơn bác rất nhiều vì đã cho chúng cháu tham quan xưởng thủ công. Không có gì. Đối với trường hợp số 2, thì mình sẽ cùng nhau lập một cuộc hội thoại giữa một bạn học sinh và bạn của học sinh đó.
Thanks a lot for lending me your history book. No problem. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã cho mình mượn cuốn sách lịch sử của bạn. Không vấn đề. Như vậy là mình đã cùng nhau hoàn thành xong phần số 1 của bài học rồi. Tiếp theo chúng ta cùng nhau đến với phần số 2. How our family keeps traditions alive. Cách mà gia đình của chúng ta gìn giữ truyền thống. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chủ đề này thông qua bài tập số 3, 4. Trước hết là bài tập số 3. Read the passages and complete the table. Đọc đoạn văn và hoàn thành bảng. Trước hết, chúng ta cùng nhau tìm hiểu nội dung của bài đọc này. Most of Vietnamese family have customs and traditions that they have observed for many generations. Firstly, they worship their ancestors and they celebrate their death anniversaries every year. That's the way they show their gratitude to their ancestors and teach their young children about traditions. Secondly, they take part in many national and regional festivals. For example, the Mid-Autumn Festival and the New Harvest Festival. Thirdly, they celebrate many holidays during the year such as Tết and National Day. In this way, they keep their traditions alive and pass them down to the next generation. Mình cùng nhau dịch bài đọc nhé. Hầu hết các gia đình Việt Nam đều có những phong tục tập quán truyền thống được gìn giữ thông qua nhiều thế hệ. Đầu tiên, họ thờ cúng tổ tiên và tổ chức giỗ hàng năm. Đây là cách họ thể hiện lòng biết ơn đến tổ tiên và dạy dỗ con cháu về truyền thống. Thứ hai, họ tham gia nhiều lễ hội cấp quốc gia và khu vực, ví dụ như Tết Trung Thu và Tết Thu Hoạch Mới. Thứ ba, họ kỷ niệm nhiều ngày lễ trong năm như là ngày Tết và ngày Quốc Khánh. Bằng cách này, họ giữ gìn truyền thống của mình và truyền lại cho các thế hệ sau. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bảng thông tin có liên quan tới bài đọc này. Bảng này được chia làm 3 loại, đó là anniversaries, lễ kỷ niệm, festivals, lễ hội, and holidays, ngày lễ. Đầu tiên, nói về anniversary, ngày kỷ niệm, thì chúng ta có, đó chính là death anniversaries, ngày giỗ. Tiếp theo, festivals, chúng ta có hai lễ hội được đề cập đến trong bài đọc vừa rồi, đó là Mid-Autumn Festival and New Harvest Festival, Tết Trung Thu và Tết Mùa Thu Hoạch Mới. Phần số 3, Holidays, các ngày nghỉ lễ ở đây sẽ bao gồm có hai ngày được đề cập, đó là Tết Holiday và National Day, kỳ nghỉ Tết và ngày Quốc Khánh. Tiếp theo chúng ta đến với bài tập số 4. Work in pairs, ask and answer about how your family observes customs and traditions. Làm việc theo cặp, hỏi và trả lời xem là gia đình em tuân theo phong tục và truyền thống bằng cách nào và như thế nào. Thì ở đây cô sẽ đưa ra cho các bạn một cái ví dụ mà cô lấy từ chính bài đọc vừa rồi, thông tin trong bài đọc số 3. What festivals does your family celebrate every year? We celebrate Hung King's Temple Festival. Gia đình bạn kỷ niệm những lễ hội nào hàng năm? Chúng tôi tổ chức lễ hội Đền Hùng. Chúng tôi kỷ niệm lễ hội Đền Hùng. Tương tự thì các bạn cũng có thể, chẳng hạn như mình chỉ thay festival thành anniversaries hoặc holiday thì chúng ta cũng đã được những cái cuộc hội thoại mới rồi. Hoạt động này các bạn sẽ thực hành nhiều hơn ở trên lớp cùng với một người bạn khác nhé. Bây giờ mình cùng nhau đến với bài tập 5. Work in groups, give a short talk about one of the things in four that you and your family do to preserve traditions. Làm việc theo nhóm, đưa ra một bài nói ngắn về một trong những việc ở bài tập 4 mà bạn và gia đình làm để bảo tồn truyền thống.
Ở đây thì trong bài tập số 5, sách giáo khoa có gợi ý cho chúng ta một hoạt động, đó là tổ chức sinh nhật cho thành viên trong gia đình. Thì cô cũng sẽ sử dụng chính cái ví dụ này để làm mẫu tham khảo cho các bạn luôn. Các bạn cùng cô quan sát bài nói tham khảo sau đây. We celebrate each family member's birthday every year. When someone's birthday is coming, all of us happily prepare for it. We went shopping together for decorations, birthday cakes and candles. In the evening, we had a party together and gave gifts to that member. It's fun. Chúng tôi tổ chức sinh nhật cho mỗi thành viên gia đình hàng năm. Khi sinh nhật của ai đó sắp tới, tất cả chúng tôi đều vui vẻ chuẩn bị cho những ngày đó. Chúng tôi đi mua sắm cùng nhau, mua đồ trang trí, bánh sinh nhật và nến. Và buổi tối, chúng tôi cùng nhau tổ chức tiệc và tặng quà cho thành viên đó. Nó thật là vui. Tương tự, dựa vào những ý tưởng của các bạn trong bài tập số 4 và gợi ý của cô, các bạn sẽ thực hành nói ở trên lớp theo nhóm trong cái hoạt động số 5 này nhé. Video ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô rất cảm ơn sự chú ý và quan tâm của các em đối với bài học. Hẹn gặp lại các em trong bài học tiếp theo. Khóa học về rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của về rách.